Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản và Công ty Red Tradex Việt Nam đã tổ chức họp báo và ký thỏa thuận hợp tác, triển lãm công nghệ hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản và triển lãm quốc tế công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam. Tại buổi họp báo, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025. Qua đó, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa các ngành sản xuất quan trọng như ô tô, dệt may, da giày, điện tử, v.v. Đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ phần lớn do doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhận, nhưng những hạn chế về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những vấn đề còn tồn đọng ở Việt Nam. Nếu giải quyết được vấn đề này thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chú ý, quan tâm đến ngành sản xuất, chế tạo của Việt Nam. Với sự góp mặt của các đơn vị triển lãm đến từ 16 quốc gia cùng hơn 200 công nghệ và máy móc tiên tiến, triển lãm công nghệ hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản và triển lãm quốc tế công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp là nơi để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ liên kết, hợp tác đầu tư, cả hai triển lãm sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2019.